Cách đây vài ngày thì có đăng cái video video 504 tâm lý đầu tư thị trường crypto và trong video này tôi có nói là trong năm nay tôi sẽ chú tâm hơn để mà đầu tư thêm vào đồng Ethereum và có nhiều bạn muốn thường nói thêm về Ethereum và trong video này tôi sẽ chia sẻ một số lý do tại sao mà thường khá lạc quan về tương lai giá cả của Ethereum nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn thích video này hay những cái video tương tự thì các bạn nên đăng ký vào kênh, đừng quên nhấn cái nút like để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Còn nói về Ethereum thì có thể là nhiều bạn đã thấy cái tweet thường đăng ngày hôm qua. Thì hôm qua thường sơ ý gửi một số lượng đồng USDT vào trong cái ví Ethereum của sàn Coinbase của mình. Tổng cộng Thuận đã gửi là 1.667 đô Các bạn thấy là cái số tiền này hiện bây giờ là đang nằm ở trên Etherscan Nằm trong cái ví Ethereum của Coinbase Nhưng mà một điều có thể nhiều bạn không biết là sàn Coinbase không có hỗ trợ đồng USDT Hiện bây giờ thì Thuận đang nhờ sàn giúp đỡ để mà gửi lại cái số tiền này về ví của Thuận nhưng mà sàn có hỗ trợ hay không đó là quyền của Coinbase Thuận đã tag Coinbase và đã file một case với họ Vấn đề ở đây là sàn Coinbase không có hỗ trợ đồng USDT ERC20 Cái số tiền này tuy nằm ở trên Etherscan nhưng mà nếu như mà họ muốn gửi lại Thì sàn Coinbase phải lấy cái khóa cá nhân để mà gửi lại cho Thuận Tại vì đây là ví của sàn Thuận không có giữ khóa cá nhân Cho nên số tiền này có khả năng là Thuận sẽ không còn nhìn thấy được nữa nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây Nhất là những bạn nào mà mới tham gia thị trường crypto Khi mà các bạn gỡ tiền các bạn phải lưu ý kiểm tra các ví kỹ càng trước khi mà nhấn cái nút gửi Tại vì nếu các bạn gửi sai thì không có ai có thể giúp được các bạn Và nếu các bạn muốn gửi một số lượng lớn tiền thì các bạn nên chia làm nhiều lần Và thử từ những cái con số nhỏ trước trước khi mà gửi con số lớn Tuy nhiên nếu như mà sàn Coinbase có update hỗ trợ hay không Thùng sẽ chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về Ethereum có thể nói là cái lý do đầu tiên mà Thuận Đức lạc quan về giá cả tương lai của Ethereum đó chính là liên quan tới cái phong trào DeFi. thường đã làm một cái video uh, chi tiết hơn để mà nói về DeFi đó chính là video 469. Nhưng mà nào mà chưa hiểu về DeFi thì thường sẽ đẩy cái link ở trên màn hình. Nhưng mà trong video này chúng ta sẽ chủ yếu quan tâm đến cái sự ảnh hưởng mà DeFi có thể có đối với giá cả tương lai của Ethereum và khi mà chúng ta nói tới các ứng dụng DeFi thì một trong những trang web đó chính là DeFi Post. đây là trang web mà đi theo dõi những cái ứng dụng DeFi và cho chúng ta biết được những cái thống kê như là các bạn thấy là hiện tại trang web này nói đã có 1,09 tỷ đô la bị lock lại có nghĩa là khi chúng ta sử dụng những ứng dụng DeFi thì các bạn phải có một số đồng bị lock lại dùng để làm thế chấp để mà sử dụng cái ứng dụng DeFi thì bây giờ là tổng cộng tính theo đô la là đã có 1,09 tỷ bị lóc lại và rất rõ ràng khi mà các bạn nhìn vào những cái ứng dụng DeFi thì đứng đầu phong trào DeFi này đó chính là đồng Ethereum chúng ta nhìn vào 22 ứng dụng lớn nhất hiện tại thì các bạn thấy là chỉ có một ứng dụng duy nhất là của đồng Bitcoin đó chính là Bitcoin Lightning Network đứng hạng thứ 10 còn lại tất cả 21 ứng dụng lớn nhất hiện tại là của mạng lưới của Ethereum cũng đồng nghĩa là hầu hết cái số lượng 1,09 tỷ đô la này là bị lóc bởi những ứng dụng DeFi trên mạng lưới Ethereum có nghĩa là đã có số lượng rất lớn Ethereum bị lóc lại không có lưu thông thì có nhiều bạn hỏi thường là thường 1,09 tỷ đô la thì nghe rất lớn nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào coin market cap thì hiện tại đồng Ethereum đứng hạng thứ hai với tổng số vốn hóa là 27 tỷ và khi mà chúng ta lấy cái số lượng 1,09 tỷ cho là tất cả đều là của Ethereum đi thì 1,09 tỷ chia cho 27 tỷ và các bạn thấy được là cái số lượng phần trăm Ethereum bị lock là khoảng 4% phần trăm và cái số lượng Ethereum ra đời thì không có giới hạn ở thời điểm hiện tại cho nên nhiều người sẽ nghĩ là cái số lượng 4% này lóc lại thì cũng không phải là nhiều lắm thì làm sao mà có ảnh hưởng lớn đối với giá cả tương lai của Ethereum thì điều này dựa trên một điểm rất quan trọng là DeFi có phải là những ứng dụng mà sẽ tiếp tục phát triển mạnh hay là không chúng ta thấy được là ứng dụng DeFi của Ethereum thì hầu như là đi hàng ngang à, của năm 2019 nhưng mà tới khoảng chừng là đầu năm nay cho đến bây giờ thì các ứng dụng DeFi, cái số lượng Ethereum bị lock lại đã tăng lên một cách rất là đột ngột. Và điều này thì có ý nghĩa như thế nào? Giả sử như chúng ta nhìn vào trong vòng một tuần qua, một tuần qua nghĩa là chúng ta nhìn vào calendar hiện tại, nghĩa là từ ngày 9 Tây cho đến ngày uh, hôm nay, thì ngày 9 Tây tháng 2, cái số lượng DeFi bị lock lại là 1,01 tỷ và cho đến ngày hôm nay là 1,09 tỷ. Có nghĩa là nếu chúng ta lấy 1,09 tỷ trừ cho 1,01 tỷ bị lóc lại của à, tuần vừa rồi thì các bạn thấy được là cái số lượng dư ra là 0,08 tỷ Thì có thể đây nhiều bạn có biết là 0,08 tỷ là bao nhiêu triệu? 0,08 tỷ là 80 triệu đô la Có nghĩa là tuần vừa rồi chỉ một tuần đó đã có 80 triệu đô la của Ethereum bị lóc lại thì điều này có ý nghĩa như thế nào? Để hiểu cái sự ảnh hưởng thì trước hết chúng ta hãy lên trên cái tài liệu của mạng lưới Ethereum ở trên bitinfocharge com Thì các bạn thấy là hiện bây giờ Ethereum mỗi một lốc là sẽ có hai đồng Ethereum mới được ra đời Và một lốc của Ethereum là bây giờ trung bình là khoảng 13,2 giây Nghĩa là bây giờ mà một ngày trung bình là sẽ có thêm khoảng chừng 13.112 đồng Ethereum mới được đào Thì nếu chúng ta lấy 13.112 đồng Ethereum mới này 13.112 đồng nhưng cho một đồng Ethereum hiện tại là bao nhiêu trên CoinMarketCap market cap bây giờ là 254 đô 61 cent thì chúng ta nhân cho 254 đô 61 cent chúng ta chỉ lấy con số 13.112 này tại vì các bạn thấy là những cái con số mà còn lại phía sau lưng đó chính là cái phí giao dịch chúng ta không tính tới tại vì phí giao dịch không phải là đồng Ethereum mới được ra đời Trở về với lại cái calculator của mình, cái máy tính của mình thì các bạn thấy là nếu chúng ta nhân 13.112 nhưng cho giá Ethereum hiện tại là 254 đô thì một ngày tính theo đô la là sẽ có 3,3 triệu đô la Ethereum mới được ra đời. Và nếu chúng ta nhân cho một tuần, có nghĩa là nhân cho 7 ngày thì một tuần số lượng Ethereum tính theo đô la được ra đời là khoảng 23,3 triệu. Nhưng mà các bạn thấy là tuần vừa rồi chỉ một tuần đó, cái số lượng Ethereum bị lock bởi DeFi đã lên tới cái con số chúng ta nói hồi nãy là 0,08 tỷ, có nghĩa là 80 triệu đô la. Điều này là một điều mình không nghĩ là các bạn cần phải quan tâm tới, tại vì nếu như mà DeFi là tương lai và cái số lượng Ethereum bị lock trong DeFi ngày lại càng tăng lên, thì cái số lượng Ethereum mới ra đời cũng sẽ không đủ để bị lock lại bởi các ứng dụng DeFi, có nghĩa là cái số lượng Ethereum được lưu thông trên thị trường ngày sẽ càng ít đi cho nên các bạn cần phải quan tâm tới trang web defipost.com coi coi là cái biểu đồ này tăng trưởng như thế nào nếu như mà cứ tiếp tục tăng trưởng mạnh thì đây là một dấu hiệu rất là tốt là tương lai giá cả của Ethereum sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều đó là điều đầu tiên mà các bạn nên quan tâm tới và có một điều mà thường hồi nãy chỉ quên chia sẻ với các bạn là nếu như mà các bạn không hiểu tại sao mà Ethereum không có cái số lượng tối đa thì thường nó làm một cái video giải thích về cái vấn đề này hồi cuối năm 2019 video 470 thì để cái link ở trên màn hình những mà nào con thú thì có thể xem video đó để hiểu rõ hơn tiêu thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới một cái đề xuất được đưa ra gần đây mà khiến cho rất nhiều người nói tới trên mạng lưới của Ethereum đó chính là cái đề xuất EIP 1559 thì đề xuất này nói về cái phí của mạng lưới Ethereum các bạn biết là mỗi lần mà các bạn gửi token EIC20 hay là gửi đồng Ethereum thì các bạn phải trả phí để mà thời đào xử lý thì cái phí đó đội Ethereum đã đưa ra cái EAP 1559 này đề xuất này nói là cái phí đó có thể chia làm hai phần phần đầu tiên gọi là base fee hay là cái phí căn bản và phần thứ nhì gọi là premium hay thường có thể gọi đây là cái phí tùy chọn của người dùng thì cái phí căn bản là cái phí mà dựa theo cái mạng lưới là đang bận hay là không bận thì cái phí đó là sẽ được ấn định bởi mạng lưới và cái phí premium, cái phí tùy chọn đó là sau khi mà các bạn trả cái phí ấn định của mạng lưới thì các bạn có thể trả thêm để được giải quyết nhanh hơn. Cái EIP 1559 này nói là sau này nếu như mà cái đề xuất này được chấp nhận thì cái số lượng phí mà trả cho cái phí căn bản, cái số lượng base fee đó của mỗi một cái giao dịch, cái số lượng Ethereum đó là sẽ bị đốt đi. Có nghĩa là Ethereum càng được sử dụng càng nhiều thì cái số lượng Ethereum có trên mạng thì sẽ càng ít hơn tại vì cái phí đã bị đốt đi. Và điều này có sức ảnh hưởng khá lớn nếu như mà có nhiều ứng dụng được sử dụng trên mạng lưới của Ethereum Và trong bài viết này có nói về DeFi như chúng ta đã nói tới nếu như mà các ứng dụng DeFi càng ngày là càng phổ biến hơn người ta sử dụng càng ngày càng nhiều hơn Và Thuận cũng đang trải nghiệm cái ứng dụng DeFi của BlockFi đây là một cái ứng dụng lending và Thuận sẽ có những cái video chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình về ứng dụng này Nhưng mà bài viết này nói là Ethereum thật ra cái số lượng token mà được sử dụng trên mạng lưới của Ethereum khi mà chúng ta nói tới những cái stable coins, những cái đồng ổn định trên mạng lưới của Ethereum thì cái số lượng giao dịch đó còn nhiều hơn là cái số lượng giao dịch sử dụng đồng Ethereum. Cho nên nếu như mà đề xuất này mà được chấp nhận thì có cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với cái số lượng Ethereum sau này. Mặc dù là Ethereum không có cái số lượng ấn định về mặt tổng số nguồn cung nhưng mà rất có khả năng là cái số lượng Ethereum bị đốt đi còn nhiều hơn là được ra đời. Và cái điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới Ethereum 2.0. Thì cái bài viết được đăng bởi CoinDesk cách đây không lâu, có nghĩa là ngày 6 tháng 2 thì CoinDesk nói là cái đội Ethereum đã 95% là có cái sự tự tin là trong năm nay, hè năm nay tháng 7 năm 2020 là sẽ triển khai Ethereum 2.0. Nhưng mà nếu như bà nào mà theo dõi Ethereum thì cũng đã biết là dựa theo lịch sử trước đây thì cái này sẽ bị trì hoãn. Thuận nghĩ là chắc khoảng cuối năm 2020 chúng ta mới thấy cái sự triển khai của cái phase 0. Có nghĩa là giai đoạn đầu tiên của Ethereum 2.0, giai đoạn 0. Thì Ethereum 2.0 này có ý nghĩa như thế nào? Thì Ethereum 2.0 sẽ có hai cái sự ảnh hưởng đối với kinh tế của mạng lưới Ethereum. Ảnh hưởng đầu tiên là mạng lưới của Ethereum sẽ chuyển qua hệ thống Proof of Stake chứ không còn là hệ thống đào nữa, có nghĩa là hệ thống cổ phần. Thì hệ thống cổ phần này nếu như các bạn muốn tham gia để mà giải quyết các giao dịch, tham gia để stake thì các bạn nếu như mà muốn có một stake thì các bạn phải có trong tay là 32 đồng Ethereum. 32 đồng Ethereum này sẽ cho các bạn tham gia vào mạng lưới staking. Đương nhiên các bạn có càng nhiều Ethereum thì các bạn có thể stake càng nhiều. Và điều này thì có thể là làm cho nhiều người mua Ethereum dự trữ để mà tham gia vào staking để mà được lời hàng năm và sẽ dẫn tới một số lượng lớn của Ethereum không có lưu thông trên thị trường nữa mà sẽ đi vào những cái staking pool, những cái hội staking. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì là khi mà chúng ta tới giai đoạn 1 của Ethereum thì cái số lượng phần trăm lạm phát từ từ sau này sẽ dưới 1% mỗi một năm. Tại sao? Tại vì sau này khi mà mạng lưới staking đã triển khai thành công thì sẽ không còn mạng lưới đào nữa. Chi phí mà các bạn dùng để staking thì sẽ giảm đi rất nhiều so với chi phí đào. Cho nên cái phần trăm lạm phát cũng sẽ giảm đi. Và trước đây Thuận đã làm một cái video nói về ba giai đoạn của Ethereum 2.0 Và Thuận cũng thấy có rất nhiều bạn ở trên cái group hay là ở trên những comment hỏi Thuận về Ethereum 2.0 là như thế nào Tại vì cũng rất khó hiểu Thì một cách suy nghĩ đơn giản là Ethereum từ cách đây nhiều năm đã muốn chuyển qua hệ thống Proof of Stake Không muốn sử dụng hệ thống đào nữa, hệ thống Proof of Work Thì khi mà triển khai qua hệ thống Proof of Stake thì cái mạng lưới Ethereum hiện tại sẽ bị hủy bỏ và sẽ có một mạng lưới mới, mạng lưới Ethereum 2.0. Sau này đây sẽ là cái blockchain kế tiếp của Ethereum và khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn đầu tiên thì Ethereum 2.0 này thì bây giờ là sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn số 0 gọi là Beacon Chain. Đây sẽ là cái giai đoạn mà bắt đầu triển khai Ethereum 2.0, bắt đầu có cái mạng lưới Proof of Stake để cho mọi người thử nghiệm staking. Thì giai đoạn này đó chính là cái giai đoạn mà được nói tới trong bài viết của Condes là họ sẽ có trong khoảng chừng là hè năm nay. Nhưng mà tôi nghĩ là cuối năm nay mới có cái giai đoạn này. Thì khi mà giai đoạn số 0 này được triển khai thì các bạn có thể là lấy đồng Ethereum hiện tại của mình chuyển qua mạng lưới Beacon Chain của Ethereum để mà tham gia staking. Một stake là 32 Ethereum và các bạn có thể là bắt đầu nhận được lợi nhuận. Nhưng mà các bạn không cần thiết phải làm như vậy nếu như các bạn không muốn nhưng mà nếu các bạn muốn staking thì chỉ có thể lấy đồng Ethereum hiện tại chuyển qua mạng lưới Beacon Chain của Ethereum để mà được tham gia. Thì cái số lượng Ethereum của các bạn trên mạng lưới cũ sẽ bị xóa đi và các bạn sẽ có cái số lượng Ethereum tương đương Ethereum 2.0 ở trên cái Beacon Chain này. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Thì nhiều bạn hỏi thường là nếu như mà không chuyển qua cái mạng lưới Ethereum 2.0 này có phải là cái số lượng Ethereum sẽ bị mất đi hay là không? Thì đây không phải là sự thật. Tại vì cái giai đoạn số 0 này là tùy theo các bạn có muốn tham gia hay là không. Nhưng mà sau này những giai đoạn kế tiếp, giai đoạn số 2 thì lúc đó tất cả số lượng người tiêm của các bạn sẽ được chuyển vào mạng lưới 2.0 này. Cái số lượng cũ sẽ bị xóa đi và mạng lưới cũ sẽ không còn à sử dụng nữa. Cái giai đoạn số 1, phase 1 này đó chính là giai đoạn Shard Change Giai đoạn này là cũng chưa có phải là cái lúc mà sử dụng sharding để mà mở rộng mạng lưới Ethereum. Sharding nhưng mà nào mà không rành thì nó một cách đơn giản Có nghĩa là nếu như các bạn chia dữ liệu ra làm nhiều phần nhỏ mà xử lý từng phần thì sẽ có hiệu quả cao hơn và có thể làm cho mạng lưới của Ethereum xử lý được nhiều giao dịch trong vòng một, một giây hơn và đây chính là cái giải pháp mà Ethereum 2.0 muốn sử dụng nhưng mà trong cái giai đoạn số 1 này chúng ta vẫn chưa có bắt đầu triển khai mở rộng sử dụng mà chủ yếu là trong giai đoạn này chỉ là thử nghiệm cái công nghệ đó mãi cho tới giai đoạn số 2 nghĩa là phase 2 stake execution cái giai đoạn này mới đúng là cái giai đoạn mà cái mạng lưới Ethereum sẽ sử dụng sharding để mà mở rộng mạng lưới, xử lý được nhiều giao dịch hơn. Thì lúc đó những cái ứng dụng phi tập trung là phải lựa chọn là xử lý cái ứng dụng của mình ở trên những cái shard nào. Khi mà chúng ta có thêm chi tiết và khi mà cái phi số 0 bắt đầu thì đương nhiên thường sẽ cho các bạn biết thêm nhiều chi tiết liên quan tới mạng lưới Ethereum. Ngoài ra điều này ra thì ngày hôm nay thường thấy một cái bài viết được chia sẻ bởi Condes, cũng rất là thú vị liên quan tới Ethereum các bạn thấy là trên condes thì nói là chúng ta nhìn vào cái sự quan hệ à, trên cái biểu đồ này, các bạn thấy là cái đường mà màu xanh dương này đó chính là giá của Ethereum và cái đường mà màu vàng này đó chính là bao nhiêu đồng Ethereum được lock được khóa lại trong các ứng dụng DeFi thì giá cả càng lên thì chúng ta thấy có cái sự ảnh hưởng ngược lại đối với cái số lượng Ethereum được lock ở trong các ứng dụng DeFi thì Coindesk ra một cái giả thuyết là có thể là trong thời gian gần đây cái số lượng Ethereum tăng lên trong DeFi là tại vì người ta dùng Ethereum để mà thế chấp khi các bạn thế chấp thì các bạn có thể làm mượn được tiền từ cái ứng dụng phi tập trung thông qua những cái đồng ổn định như đồng đai và nhiều người thì sử dụng cái đồng đai đó để mà tiếp tục mua thêm Ethereum cũng coi như là một cách chơi margin nhưng mà không có thông qua sàn margin để mà kiếm được lợi nhuận cao hơn nhưng mà chúng ta thấy là tài liệu này cũng chỉ có trong thời gian ngắn từ đầu năm 2020 cho tới bây giờ cho nên cũng chưa có thể nào mà đưa ra những cái giả thuyết nhưng mà thằng nghĩ là nếu như mà cái số lượng Ethereum bị lock lại tiếp tục tăng lên khi mà giá ca tăng lên thì cái giả thuyết này cũng không có hiệu lực thì thế thì nhiều bạn có hỏi là tại sao lại phải sử dụng ứng dụng DeFi để mà mượn tiền tại sao lại không bán thì một điều mà các bạn cần nên biết là những người như là ở Hoa Kỳ ở Châu Âu thì những cái quốc gia đó khi mà các bạn bán thì các bạn phải đóng thuế cho nên một cách mà không cần phải đóng thuế là các bạn có thể sử dụng ứng dụng DeFi để mà thế chấp mượn tiền lại và mượn tiền chỉ là một trong à, những cái ứng dụng DeFi DeFi có thể làm được rất nhiều điều cũng như là thường đã nói tới trong video 469 và đây những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay nếu mà nào mà thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn NapX sử dụng link của thuần capital ở phía dưới video này các bạn có thể điền đơn đi được tham gia vào nhóm để nhận hỗ trợ trading cũng như là các bạn có thể nhận được các tín hiệu trade miễn phí Trade margin có nhiều rủi ro chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm không thích hợp với các trader mới. Và nếu các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance. Sử dụng link của thuần capital ở phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi giao dịch thì sàn sẽ trả lại số tiền đó vào trong chương mục của các bạn. Và ngoại trừ các video các bạn có thể xem những bài viết được chia sẻ bởi đội Thuận Capital ở trên thuậncapital.com Và các bạn cũng nên đăng ký vào library.tv Đây là một cái ứng dụng phi tập trung mà Thuận cũng đăng video để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube Hiện bây giờ thì trên cái trang web này Thuận đã có 102 người follow Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn